sản phẩm viên làm sạch và khử mùi toilet của thương hiệu Home Select, viên tẩy toilet với 30% chất tẩy rửa LAS và 35% natri sunfat ngăn các chất bẩn bám dính vào thành toilet, không cần dùng tay cọ rửa. Giải pháp tối ưu giúp toilet luôn vệ sinh sạch sẽ và thoáng mát. Sử dụng viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select rất là dễ dàng. Sản phẩm là dạng viên nén lâu tan, mùi hương dễ chịu. Khi thấy nước không còn màu xanh thì chúng ta có thể thay đổi bằng một viên khác, tiết kiệm thời gian công sức khi làm việc nhà. Nhận thêm thật nhiều quà tặng hấp dẫn cùng VTV Hyundai Home Shopping. 16 món quà tặng bao gồm bộ 4 khăn và 12 viên cùng loại. Quà tặng số lượng có hạn, hãy nhanh tay sở hữu cùng VTV Hyundai Home Shopping. Hùng Yến và Minh Trí xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị và các bạn thân mến, viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select là một dòng sản phẩm bán rất là chạy trên VTV Hyundai Home Shopping. Khi mua sắm dòng sản phẩm này thì rất là nhiều quý vị khách hàng chia sẻ với chúng tôi là cái công việc dọn dẹp kỳ cọ toilet trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian hơn cùng với Home Select. Bởi vì là mỗi lần chúng ta sử dụng thì là mỗi lần chúng ta cũng làm vệ sinh toilet của mình luôn. Từ có những cái viên làm sạch và khử mùi toilet của Home Select như vậy, những cái làn nước màu xanh nó sẽ cuốn đi bụi bẩn nè, ngăn những cái chất bám, những cái chất cặn bám lên trên phần toilet của gia đình mình, giúp toilet của chúng ta lúc nào cũng trở nên là sạch bóng và tạo cái mùi hương dễ chịu, cảm giác thoải mái khi mà chúng ta sử dụng. Và ngày hôm nay trong chương trình này, chúng tôi sẽ áp dụng cho quý vị và các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi. Với mức giá cũ là 748.000 đồng, quý vị và các bạn sẽ được giảm ngay 150.000 đồng và mức giá mới chỉ còn 598.000 đồng mà thôi. Chúng ta sẽ có ngay 10 vị và tổng cộng là 60 viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select, được tặng thêm quà tặng 16 món cực hấp dẫn, đó chính là 12 viên cùng loại, và tặng thêm cho quý vị và các bạn 4 khăn tắm với màu sắc giao hàng ngẫu nhiên. Nhanh chóng nắm bắt cơ hội mua sắm rất là hấp dẫn với một dòng sản phẩm đã bán rất chạy trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping bằng cách là quý vị và các bạn có thể gọi điện ngay vào số tổng đài ngay bây giờ đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Một cách khác, chúng ta cũng có thể mua sắm với phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành và miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Quý vị các bạn thân mến, khi mà chúng ta sử dụng toilet ở gia đình của mình lâu ngày thì mình sẽ thấy là những cái vết bám bẩn nè, nó bám rất là dày lên trên thành toilet của nhà mình. Và để quý vị các bạn chúng ta có thể là làm vệ sinh những vết bẩn thì sao? Chúng ta phải sử dụng những cái chất tẩy rửa có hóa chất mạnh nè, đồng thời là phải kèm thêm cái thao tác tay của mình kỳ cọ thật là mạnh vào trên thành toilet để giúp là đánh bay những cái vết bẩn cứng đầu. Nhưng mà giờ đây chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị các bạn một giải pháp cùng với viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select quý vị và các bạn nha. Chúng ta chỉ cần là cho một viên thôi vào ở bên trong hộc nước của toilet nhà mình, và mỗi lần quý vị các bạn chúng ta sử dụng toilet, mỗi lần chúng ta giật nước thì là mỗi lần cái màu xanh được đưa ra từ viên làm sạch này nó sẽ cuốn đi những cái bụi bẩn, những cái vết bẩn bám ở trên thành toilet và giúp toilet của mình sạch như vậy quý vị nha, và còn có thêm mùi thơm dễ chịu nữa. Quý vị các bạn thân mến, khi mà lựa chọn dòng sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay thì mình có một mức giá rất là hấp dẫn và số lượng sản phẩm cực kỳ nhiều luôn, để chúng ta có thể là sử dụng ở trong nhiều toilet của nhà mình, toilet ở tầng trệt nè, toilet ở lầu của chúng ta, toilet ở phòng riêng chẳng hạn. Mỗi toilet như vậy quý vị sẽ bỏ vào một viên quý vị nha, bỏ vào ngay hộc nước của trong toilet đó, và từ đó là những cái làn nước xanh nó sẽ cuốn đi những cái chất bẩn nè, những cái vết bám bẩn ở bên trên thành toilet của nhà mình. Quý vị sẽ nhìn thấy là số lượng sản phẩm là 60 viên, rất là nhiều quý vị và các bạn ạ. À, ở bên trong đó là 10 vỉ, và ngoài 60 viên sản phẩm chính này thì mình còn được nhận thêm là 12 viên cùng loại, nâng tổng số lượng sản phẩm chúng ta có lên đến là 72 viên. Mỗi lần như vậy mình sử dụng một viên, và một viên đó thì tùy theo cái lần giật nước ở gia đình của mình đó, mình có thể là sử dụng lâu hay mau tùy theo mỗi gia đình. Nhưng mà Phụng Yến thấy ví dụ ở nhà Phụng Yến thì sử dụng vào khoảng là 2-3 tuần đó Minh Trí ạ. À, một thời gian rất là lâu dài để quý vị và các bạn sử dụng những viên làm sạch và khử mùi toilet của thương hiệu Home Select. Đây có thể nói là một xu hướng mới trong rất là nhiều quý vị khách hàng với VTV Now Shopping đã chọn lựa, để giúp cho chúng ta là không còn cảm giác ngán ngẩm với cái việc là kỳ cọ bên trong toilet và đặc biệt là bồn cầu quý vị và các bạn nha. Mình chỉ biết rằng chúng ta sẽ có rất là nhiều cách thức để có thể là vệ sinh toilet gia đình của mình và đặc biệt là bồn cầu gia đình của mình, từ cái dạng chất tẩy rửa là chất lỏng nè, đậm đặc, hay là chúng ta sử dụng với những cái bàn chải và cái găng tay để có kỳ cọ. Thì chúng ta trong suốt quá trình là mình vệ sinh đó thì có thể làm trầy xước đi cái men sứ ở bên trong bồn cầu gia đình của mình, và cũng như là tốn rất là nhiều cái lực và cũng như là tốn rất là nhiều thời gian. Do đó chúng ta cũng cảm nhận rất là sự ngán ngại khi mà mình vệ sinh bồn cầu và toilet. Hôm nay chúng tôi lại mang đến một dòng sản phẩm mà bán rất chạy trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping đến từ thương hiệu Home Select, đó là dưới dạng viên nén khô quý vị và các bạn nha. Và chúng ta chỉ cần là cho mỗi một cái viên tẩy và làm sạch khử mùi toilet ở bên trong cái hộc chứa nước của bồn cầu mà thôi, và từ đó sẽ dễ dàng hòa tan ở trong nước và chúng ta sẽ có một cái làn nước màu xanh, một cái mùi thơm dịu nhẹ, và ở bên trong chúng ta sẽ có chất tẩy rửa LAS và natri sunfat nữa quý vị.
vị và các bạn nha. Và mỗi lần mình giật nước thì cái luồng nước màu xanh đó nó sẽ chảy vào bên trong khoang chứa của bồn cầu, và từ đó chúng ta sẽ có cùng một lúc với hai tác dụng khác nhau, đó chính là vừa vệ sinh ở bên trong cái khoang chứa nước và vệ sinh luôn bên trong cả cái khoang bồn cầu nữa quý vị nhé. Và quý vị các bạn, chúng ta sẽ thấy là khi mà mình mua sắm bộ sản phẩm này về thì ở mỗi viên nén khô này nó sẽ có một cái lớp bọc ni lông như thế này để bảo quản, để chúng ta có thể là cầm nắm lấy ra. Lúc quý vị các bạn chúng ta cho vào ở bên trong nước đó thì mình không cần phải tháo rời cái bọc ni lông này ra đâu quý vị và các bạn à. Mình cho cả viên vào ở bên trong nước nha. Ví dụ như là Phụng Yến đã cho một viên vào ở bên trong làn nước như thế này, và tự động lúc đó là cái miếng ni lông nó sẽ được tan ra và chỉ còn là một viên như thế này thôi. Miếng ni lông cũng sẽ tự phân hủy ở trong nước luôn quý vị à. Và dần dần cái màu xanh nó sẽ được loang đều ở bên trong hộc nước trong toilet của gia đình mình. Ví dụ quý vị các bạn chúng ta hình dung là Phụng Yến có một cái miếng gạch ở đây, Phụng Yến sẽ có thể là làm dơ cái miếng gạch này như là những cái vết bẩn ở gia đình của chúng ta đi. Những vết bẩn bám lâu ngày có thể là bám rất là chặt, tạo những cái vết ố ở bên trên phần gạch men nè, ở bên trên phần men sứ của những cái chiếc toilet. Ví dụ như là những cái vết bẩn ở trên cái viên gạch như thế này quý vị và các bạn nha. Thì khi mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng nó, mình để lâu ngày thì những cái vết này nó bám rất là cứng. Lúc mình chà thì mình phải dùng cái lực tay rồi dùng thêm những cái chất tẩy rửa nữa. Như vậy thì không có an toàn sử dụng ở trong gia đình của mình lâu ngày. Thì giờ đây quý vị các bạn chúng ta có thể là nhìn thấy được việc mà chúng ta có thể là mình ngâm nó vào ở bên trong nước như thế này quý vị và các bạn nha. Ngay khi mà nó chạm vào trong những cái làn nước xanh thì hoạt chất LAS chung với lại natri sulfat sẽ tác động vào ngay những cái vết bẩn nè. Nó làm di chuyển những cái vết bẩn, nó làm bóc tách dần những cái vết bẩn cứng đầu, và lúc đó nó sẽ tách ra khỏi cái bề mặt của cái viên gạch như thế này. Quý vị hình dung là đó cũng là những cái vết bẩn ở trên bề mặt của toilet chúng ta. Nó sẽ được thấm vào cái làn nước màu xanh như thế này, tách từ từ, và quý vị thấy đó, không cần phải dùng tay cọ rửa nhưng mà viên gạch của mình đã sạch rồi. Không cần dùng tay cọ rửa, không cần sử dụng quá nhiều hóa chất, và chúng ta đã có một cái giải pháp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc là tẩy rửa nhà vệ sinh và đặc biệt là bồn cầu gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Với những cái viên làm sạch và khử mùi toilet ngày hôm nay mà Minh Trí đang mong muốn là tất cả quý vị và các bạn chúng ta sử dụng rất là đơn giản, chỉ cần là đặt mỗi một cái viên ở bên trong cái hộc chứa nước của bồn cầu gia đình của mình mà thôi quý vị và các bạn nha. Từ đó chúng ta sẽ có một cái tác dụng nữa là tận dụng cái chất tẩy rửa LAS ở bên trong mỗi viên làm sạch và khử mùi toilet cùng với natri sulfat. Chỉ cần là chúng ta đặt vào bên trong cái hộc chứa nước của bồn cầu gia đình của mình mà thôi, thì từ đó chúng ta sẽ có ngay cái sự hòa tan với cái lớp ni lông ở bên ngoài và cả cái chất tẩy rửa màu xanh đó ở bên trong hộc chứa nước của bồn cầu gia đình của mình. Giống như là ở trong Minh Trí cũng đã đặt ngay một cái viên tẩy rửa và làm vệ sinh trong gia đình của mình, đó chính là viên tẩy rửa và khử mùi toilet của thương hiệu Home Select ở bên trong cái hộc chứa nước như thế này. Và từ đó mình có thể là ấn nước xả như thế này quý vị và các bạn nha. Và khi nào mình cảm nhận được là cái luồng nước ở bên trong hộc chứa bồn cầu gia đình của mình không còn màu xanh nữa thì chúng ta sẽ lấy một cái viên khác bỏ vào bên trong. Tùy theo cái số lượng giật nước thì chúng ta có thể sử dụng rất là lâu dài. Hôm nay chúng tôi mang lại cho cô các bạn là chọn một bộ sản phẩm bao gồm là 10 vỉ, mỗi vỉ là 6 viên và tổng cộng chúng ta sẽ có là 60 viên quý vị và các bạn nha. Với mức giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian phát sóng chương trình này, quý vị và các bạn đã được giảm đi 150.000 đồng và mức giá chỉ còn là 598.000 đồng mà thôi. Quý vị các bạn chúng ta có thể là nhìn số lượng sản phẩm ở đây là 60 viên rất là nhiều rồi quý vị ạ. Chúng ta đã đánh số rồi, quý vị có thể là hình dung nó nhiều như thế nào nha. Ví dụ như nhà mình có khoảng là 2 toilet chẳng hạn, thì quý vị các bạn chúng ta mỗi toilet mình bỏ một viên như vậy, mà cái thời gian sử dụng của mỗi viên là khoảng từ 2 cho đến 3 tuần. Và số lượng này quý vị thấy đó, chúng ta sử dụng mấy tháng như vậy là rất là nhiều luôn quý vị ạ. 60 viên trong sản phẩm chính thôi, nhưng mà chưa dừng lại ở đó, chúng tôi gửi tặng thêm cho quý vị và các bạn thêm là 12 viên quà tặng nữa. Như vậy là quý vị thấy cái số lượng này nè, cộng thêm 12 viên nữa, tổng cộng là 72 viên nha. Như vậy là thời gian chúng ta sử dụng lại còn lâu dài hơn như thế nữa. Rồi quý vị và các bạn chúng ta còn có thêm đó là 4 khăn tắm làm quà tặng, những chiếc khăn lớn với độ thấm hút rất là tốt luôn quý vị và các bạn nha. Cơ hội cực kỳ ưu đãi chỉ dành cho chương trình này mà thôi. Cơ hội cực kỳ ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này với viên làm sạch và khử mùi toilet của thương hiệu Home Select. Trong một bộ chúng ta sẽ có bao gồm 10 vỉ và tổng cộng là 60 viên ở bên trong với chất tẩy rửa LAS và natri sulfat. Một cái luồng nước màu xanh với một cái mùi thơm dịu nhẹ cùng với chất tẩy rửa sẽ đem lại một không gian toilet rất là vệ sinh và thơm mát quý vị nha. Mức giá cũ 748.000 đồng, giảm ngay 150.000 đồng và chỉ còn 598.000 đồng mà thôi. Đừng quên bộ quà tặng 16 món cực hấp dẫn, 12 viên cùng loại và 4 khăn tắm với màu sắc giao hàng ngẫu nhiên.
nhiên. Khi quý vị các bạn chúng ta nhận hàng ngay tại nhà thì mình có thể là xé phần bao bì ra, lấy ngay những cái viên làm sạch và khử mùi toilet như thế này, cho vào hộp nước toilet nhà mình quý vị nha. Rồi một lúc thôi thì cái làn nước màu xanh nó sẽ tỏa ra và quý vị các bạn chúng ta đã có thể là bắt đầu sử dụng rồi. Và mình sẽ quan sát cái tháng đó mình có vẻ là làm vệ sinh toilet nó đỡ cực nhọc hơn rất là nhiều so với tháng trước, không cần phải vất vả kỳ cọ nữa. Đó là những điều tiện lợi mà chúng tôi muốn mang đến cùng với bộ sản phẩm này, và hy vọng rằng khi gia đình của chúng ta lựa chọn thì quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là mình nhẹ nhàng hơn trong công việc nội trợ ở nhà và có thời gian để chăm sóc những thành viên trong gia đình của chúng ta quý vị nha. Xin được nhắc lại là đây là bộ sản phẩm bán rất là chạy trên VTV Hyundai Home Shopping, nhưng mà thay vì chúng ta phải sở hữu với mức giá chính hãng là 748.000 đồng, chúng ta sở hữu với giá cũ là 748.000 đồng, thì ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta có mức giá mới, có thêm quà tặng 12 viên nữa, tổng cộng 72 viên, nhưng mà chúng ta chỉ chi trả mức giá đó là 598.000 đồng mà thôi Minh Trí ơi. 598.000 đồng và nhận thêm 12 viên cùng loại cùng với lại 4 khăn tắm với màu sắc giao hàng ngẫu nhiên quý vị và các bạn nha. Số lượng quà tặng nhiều nhưng mà chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình còn lại. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội một lần nữa và gọi ngay vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là tham khảo tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Quý vị và các bạn cũng có thể mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động hay là máy tính bảng để chúng tôi có thể tư vấn kịp thời và giao hàng tận nhà và miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Và khi quý vị các bạn chúng ta có được dòng sản phẩm này rồi đó, mình có thể là nhìn thấy là những cái vết bẩn sau khi là nó đã được tách ra, thì quý vị hình dung là cái lực nước cuốn của toilet nhà mình sẽ đẩy những cái vết bẩn này xuống ở bên dưới và nó tránh cái tình trạng là bị bám ngược trở lại quý vị nha. Ví dụ như là những cái vết bẩn mà Phục Yến đã làm ở ngay tại đây, thì quý vị các bạn chúng ta thấy là giờ đây nó đã đóng cặn lại như thế này, nó là những cái khối rời ra với nhau và nó không có bị bở ra, không có bị dính lại. Cho nên là quý vị các bạn chúng ta hình dung là nó vừa tách ra như vậy với cái làn nước xanh này, thì ngay lập tức đó là được toilet của nhà chúng ta mình một lần giật nước thì một lần là nó cuốn đi luôn những cái vết bẩn ở bên trong đây quý vị nha. Không có để lại như thế này đâu, mình hình dung là nó cuốn đi ngay khi mà chúng ta giật nước rồi. Thì lúc đó quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là toilet nhà mình được trở lại với một màu xanh trong thôi, không còn có những cái vết bẩn cứng đầu này nữa. Đó quý vị thấy là thay vì là những cái vết bẩn bám dai thì giờ đây nó bón lại gọn lại và sau đó là giật nước một cái là đẩy đi hết luôn. Như vậy là tất cả các toilet bên trong gia đình của mình giờ đây đã có ngay một dòng sản phẩm viên làm sạch và khử mùi toilet của thương hiệu Home Select mà chúng tôi đang mang lại trong thời gian phát sóng chương trình này, một mức giá cực kỳ ưu đãi, giảm đi 150.000 đồng với mức giá cũ là 748.000 đồng. Bây giờ chỉ cần thanh toán ngay tại nhà là 598.000 đồng mà thôi. Quý vị các bạn sẽ có ngay 10 vỉ được tặng thêm 12 viên cùng loại và tặng thêm 4 khăn tắm để cho chúng ta sẽ có một bộ quà tặng vô cùng hấp dẫn quý vị và các bạn nha. Giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành, hãy nhanh chóng một lần nữa chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công. Mức giá cực kỳ ưu đãi, số lượng nhiều, tiết kiệm chi phí mua sắm và tiết kiệm luôn cả công sức của chúng ta trong việc làm vệ sinh toilet và đặc biệt là bồn cầu gia đình của mình với thương hiệu Home Select. Dòng sản phẩm đã bán rất chạy và sẽ sẵn sàng giao hàng tận nhà, miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Quý vị thân mến, hãy nhanh tay lựa chọn ngay một giải pháp để chúng ta có thể là làm sạch và khử trùng toilet nhà của mình cùng với Home Select quý vị nha. Trước đây là mình rất là ngán ngẩm cái cảnh mà mình phải kỳ cọ toilet, vừa tốn thời gian nè, đôi khi là chúng ta phải đeo khẩu trang nữa bởi vì cái mùi của chất tẩy rửa nó rất là khó chịu ở trong không gian toilet nhà mình. Quý vị thấy là vất vả, tốn thời gian, nhưng mà đôi khi những cái vết bẩn cứng đầu thì chúng ta cũng kỳ cọ nó không ra hoàn toàn nữa chứ. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị một giải pháp, một lần chúng ta sử dụng toilet cũng đồng thời là một lần chúng ta làm vệ sinh luôn. Thay vì quý vì các bạn chúng ta phải chờ đợi vài tháng mình mới là làm vệ sinh, tổng làm vệ sinh tất cả các ngóc ngách một lần, thì giờ đây mỗi lần sử dụng thì là mỗi lần chúng ta làm vệ sinh toilet quý vị nha. Mức giá đầu tư rất hấp dẫn, 598.000 đồng cho tổng cộng 60 viên, được tặng thêm đó là 12 viên cùng loại và 4 khăn tắm. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay. Sản phẩm viên làm sạch và khử mùi toilet của thương hiệu Home Select, viên tẩy toilet với 30% chất tẩy rửa LAS và 35% natri sulfate, ngăn các chất bẩn bám dính vào thành toilet, không cần dùng tay để cọ rửa, giải pháp tối ưu giúp toilet luôn vệ sinh sạch sẽ và thoáng mát. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay sản phẩm viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select, loại viên nén lâu tan, mùi hương dễ chịu. Khi mà chúng ta thấy nước không còn màu xanh thì mình có thể là thay đổi bằng một viên mới quý vị nha. Tiết kiệm thời gian công sức khi làm việc nhà cùng với Home Select. Hãy lựa chọn ngay viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select, giá cũ 748.000 đồng, giảm ngay 150.000 đồng, giá mới chỉ còn 598.000 đồng. Chúng ta đã có ngay đến 10 vỉ sử dụng trong một thời gian dài, nhận thêm quà tặng hấp dẫn 4 khăn và 12 viên cùng loại. Hãy nhanh tay sở hữu. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng.
Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành với kênh mua sắm VTV Hình Đàm Shopping. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự ra trong toilet thì luôn luôn để lại những cái mùi rất là khó chịu, và do đó chúng ta rất là cần thiết có một cái giải pháp nào đó để luôn luôn mang lại một cái không gian nhà vệ sinh toilet gia đình của mình luôn sạch sẽ và thơm mát. Từ đó chúng ta sẽ tìm kiếm những cái chất tẩy rửa khác nhau, có thể là dạng bột, có thể là dạng gel đậm đặc, và sử dụng những cái dụng cụ kỳ cọ như là găng tay, và sử dụng hết sức lực của mình để có thể là chà rửa vệ sinh toilet. Nhưng mà chúng ta sẽ làm trầy xước gạch men cũng như là ở bên trong bồn cầu gia đình của mình, cho nên người ta sẽ tìm kiếm những cái dòng sản phẩm khác mà đem lại hiệu quả, đó là rút ngắn thời gian cũng như là tiết kiệm luôn cả những cái phần nguyên liệu ở bên trong những cái chất tẩy rửa. Hôm nay chúng tôi lại mang đến cho quý vị và các bạn đến từ thương hiệu Home Select, đó chính là dạng viên nén khô quý vị và các bạn nha. Chúng ta không cần sử dụng tay để cọ rửa, không sử dụng găng tay và bàn chải, và chỉ cần là cho mỗi một cái viên nén khô như thế này vào ở bên trong hộc chứa nước của bồn cầu gia đình của mình mà thôi. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta trải nghiệm sử dụng dòng sản phẩm này thì mình sẽ hiểu cái sự tiện lợi của nó, sẽ hiểu vì sao đây là dòng sản phẩm bán rất là chạy trên VTV Hyundai Home Shopping, một xu hướng mới để làm vệ sinh toilet của gia đình mình. Thay vì là quý vị một tuần mình vệ sinh toilet một lần mà mình chờ đó là tổng vệ sinh luôn, là phải công sức của mình bỏ ra cực kỳ nhiều, thì giờ đây mỗi lần quý vị bước vào nhà vệ sinh mình sử dụng toilet, mỗi lần mình giật nước như vậy cũng đồng thời là một lần mình làm vệ sinh luôn, bởi vì là ở bên trong làn nước đó nó đã có ngay đó chính là những viên làm sạch và khử mùi Home Select như thế này được bỏ vào quý vị nha. Như vậy là một lần mình sử dụng toilet cũng đồng thời là một lần chúng ta làm vệ sinh luôn. Mỗi một viên nén như thế này thì quý vị các bạn chúng ta khi mà bỏ trực tiếp vào ở bên trong hộc nước toilet của nhà mình đó, thì quý vị các bạn chúng ta chỉ cần đơn giản là bỏ cả viên vào ở bên trong hộc nước toilet nhà mình thôi, mà không cần là chúng ta phải tháo rời cái phần bao ni lông ra đâu quý vị à. Nó sẽ tự động phân hủy quý vị nha. Và khi mà chúng ta cho vào ngay hộc nước của toilet nhà mình cứ đậy nắp lại sử dụng bình thường. Mỗi lần quý vị các bạn chúng ta sử dụng toilet này thì cái làn nước xanh lúc mà quý vị giật nước đó nó sẽ được đẩy xuống với một cái tốc lực mạnh như thế này, và đồng thời cái màu xanh nó tan ra, thì nó sẽ giúp chúng ta có thể làm vệ sinh ở bên trong toilet của nhà mình. Ví dụ như quý vị sẽ nhìn thấy là những cái vết bám bẩn như thế này đi, ở bên trong toilet gia đình của chúng ta nếu mà để lâu ngày chúng ta không kỳ cọ đó, quý vị sẽ thấy là nó sẽ bám rất là dày. Còn ngay cả khi những gia đình mà chúng ta thường xuyên kỳ cọ thì nó mỗi lần sử dụng nó vẫn sẽ bám một ít lên quý vị nha. Bây giờ thì Phụng Yến sẽ cho cái lượng nước màu xanh này vào để quý vị hình dung về cái khả năng là tách bóc vết bẩn cũng như là ngăn bám ngược trở lại của nó. Quý vị và các bạn có thể quan sát là ở bên trong cái làn nước xanh sẽ có chất tẩy rửa LAS cũng như là natri sunfat, và từ đó chúng ta sử dụng cái lực nước mỗi lần mà giật xả để có thể là cuốn trôi những cái vết bẩn bám dính vào bên trong bồn cầu gia đình của mình, mà không sử dụng tay để cọ rửa, không sử dụng bàn chải hay găng tay nữa quý vị và các bạn nha. Tự động bóc tách những cái chất bẩn mà bám dính lâu ngày ở bên trong cái chất liệu men sứ gia đình của mình nữa quý vị nha. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta thấy là nước màu xanh có ở bên trong phần bồn toilet của nhà mình như thế này đây, thì từ từ nó sẽ thấm vào các vết bẩn cứng đầu lâu ngày và nó sẽ bắt bóc tách dần ra. Lát nữa chúng ta sẽ quan sát về độ bóc tách. Còn ở đây thì Phụng Yến có thể là thả ngay cả thêm một viên nữa vào ở bên trong phần bồn nước toilet như thế này để quý vị các bạn chúng ta cảm nhận được, đó chính là nó sẽ hòa tan ngay cái lớp ni lông tách bóc ra mà chúng ta không cần phải chạm tay vào, nó sẽ tự động phân hủy quý vị và các bạn nha. Tự động phân hủy như vậy ngay tại gia đình của mình luôn, mà cái công việc quý vị các bạn chúng ta thực hiện chỉ đơn giản vô cùng, đó là một bước một thôi, là bỏ vào bên trong hộc nước nhà mình. Như vậy là xong. Ví dụ như là toilet của gia đình chúng ta sẽ có là ở dạng men sứ chẳng hạn, và những cái vết bẩn bám ở bên trên đó, ví dụ như là cái vết tương ớt như thế này đây, và khi mà nó chạm vào ngay phần làn nước thì nó sẽ được tách bóc ra. Quý vị các bạn chúng ta sẽ đang nhìn là cái lớp ni lông nó đang được tách ra rồi nè Minh Trí ơi. Sẽ tự động phân hủy đó, quý vị thấy là ngay khi tiếp xúc với nước thì lớp ni lông nó sẽ được tách ra và một lát nữa nó sẽ được phân hủy quý vị nha. Rồi bây giờ Phụng Yến sẽ làm vệ sinh ngay cái tấm gạch này Minh Trí ơi. Những cái làn nước xanh ở bên trong cái hộc chứa nước của bồn cầu gia đình của mình từ từ sẽ nhạt dần đi, và lúc đó chúng ta có thể thay thế một cái viên khác sử dụng rất là lâu dài. Ở bên trong không gian gia đình của mình sẽ có rất là nhiều toilet, cho nên là mỗi toilet sẽ có thể sử dụng mỗi một viên khác nhau. Tùy theo cái số lượng lần giật nước thì chúng ta đã có ngay một cách thức, đó là vệ sinh ở bên trong không khoang bồn cầu gia đình của mình, và ngay cả vệ sinh luôn cái hộc chứa nước của bồn cầu nữa quý vị và các bạn nha. Và từ đó thì chúng ta sẽ hạn chế làm trầy xước men sứ, và cũng như đem lại một cái không gian nhà vệ sinh luôn thơm mát và cũng như là có một cái mùi dễ chịu nữa quý vị.
vị nha. Như vậy quý vị nhìn thấy là cái miếng gạch mà Phụng Yến cầm như thế này bằng men sứ thì nó đã được làm sạch sẽ như thế này rồi. Và cái phần bồn cầu, khi mà quý vị thấy là những cái vết bám đó nó bám chặt ở bên trên thành bồn cầu thì nó đã được tách bóc ra, nó chạy xuống lắng cặn ở bên dưới. Thì lúc quý vị các bạn chúng ta giật nước thì lúc đó nước sẽ được cuốn đi như vậy, và những cái vết bẩn nó sẽ được tách bóc hoàn toàn và trả lại cho bồn cầu của chúng ta cái vẻ sạch sẽ hơn quý vị các bạn nha. Như vậy là mình có một cái cách thức để chúng ta có thể làm vệ sinh ngay cả toilet gia đình của mình, dù có thể là xài nhiều lần nè bẩn, nhưng mà quý vị yên tâm là những cái vết bẩn cứng đầu nó sẽ được tách bóc đi. Và hôm nay khi mà quý vị và các bạn đặt hàng trong thời gian phát sóng còn lại thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 vỉ và tổng cộng là 60 viên, cho nên là mình sẽ có một khoảng thời gian sử dụng rất là lâu dài, tiết kiệm được cả chi phí mua sắm và tiết kiệm luôn cả nguyên liệu để có thể là tẩy rửa bên trong khoang bồn cầu và toilet gia đình của mình với viên tẩy và làm sạch khử mùi toilet của thương hiệu Home Select quý vị và các bạn nha. Một dòng sản phẩm đã bán rất chạy trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping. Nếu như mà mức giá cũ là 748.000 đồng thì mức giá ngày hôm nay quý vị và các bạn sẽ được giảm đi 150.000 đồng, và mức giá chỉ còn là 598.000 đồng mà thôi. Nếu như mình chia nhỏ ra có ngay 60 viên trong sản phẩm chính và còn được tặng thêm 12 viên cùng loại, tổng cộng là 72 viên nén khô như thế này quý vị và các bạn nha. Và cái lớp ni lông này khi mà hòa tan trong nước sẽ tự động phân hủy và bóc tách, và từ đó chúng ta sẽ có một cái làn nước màu xanh để có thể là vệ sinh và cũng như là đánh bật đi những cái vết bẩn đã bám dính ở bên trong khoang bồn cầu gia đình của mình. Và bây giờ hãy cùng với Minh Trí chúng ta có thể là bắt đầu ngay với cái công việc là vệ sinh toilet một cách đơn giản hơn. Một xu hướng tiêu dùng mới được rất là nhiều quý vị khách hàng trên VTV Hyundai Shopping đã chọn lựa với dòng sản phẩm của thương hiệu Home Select bên trong cái hộc chứa nước của bồn cầu gia đình của mình. Mỗi lần chúng ta chỉ cần là cho một viên vào ở bên trong mà thôi, tự động nó sẽ hòa tan ở bên trong hộc chứa nước, cho ra cái lần một cái làn nước màu xanh. Ở bên trong sẽ có chất tẩy rửa LAS cũng như là natri sunfat quý vị và các bạn nha. Mình cho vào bên trong hộc chứa nước như thế này và tự động nó sẽ có một cái làn nước màu xanh ở bên trong. Và mỗi lần chúng ta giật xả nước như thế này đây thì cái luồng nước xanh trong này nó sẽ giữ già vệ sinh của cái hộc chứa nước và cũng như là vệ sinh luôn bên trong cái khoang bồn cầu đến từ thương hiệu Home Select quý vị nha. Và nếu như quý vị nhẩm tính về mức giá đi, nếu mà chúng ta sở hữu 72 viên mà quý vị các bạn chúng ta đầu tư mức giá 598.000 đồng thì rất là hấp dẫn quý vị à. Phụ miếng chia nhỏ ra thì chỉ thấy là khoảng 8.000 mấy một viên thôi Minh Trí à. Mà 8.000 mấy đó chúng ta có thể là sử dụng từ 2 cho đến 3 tuần luôn, và mỗi lần như vậy là chúng ta đều làm vệ sinh cho toilet nhà mình. Giống như là quý vị các bạn chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều vào cái chi phí là những cái chất tẩy rửa cực mạnh ở trong nhà của mình, vừa tốn thêm chi phí vừa tốn thêm công suất cộng vào, lại vừa là không có an toàn ở trong nhà của mình nếu như chúng ta hít nhiều quá quý vị nha. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến dòng sản phẩm này sử dụng tiện lợi cho gia đình của mình với một mức đầu tư hấp dẫn mà số lượng sản phẩm chúng ta lại có cực kỳ nhiều nữa chứ. Trong bộ sản phẩm chính thì quý vị các bạn chúng ta sẽ có đến là 60 viên quý vị nha. 60 viên nằm trong những cái vỉ lớn như thế này. Mình sử dụng hết một viên, cái màu xanh nó lợt đi thì mình lại cho một viên khác vào và cứ liên tục như vậy. Và với là 60 viên thì quý vị các bạn chúng ta có thể là chia ra cho nhiều ở toilet trong nhà của mình. Ví dụ như phòng khách thì mình có thể để một vài vỉ trong toilet phòng khách nè, một vài vỉ ở toilet lầu 1, lầu 2 chẳng hạn, rồi toilet ở con nhỏ gia đình của mình. Đó, quý vị cứ phân bổ ra trong gia đình của chúng ta và sử dụng liên tục. Và không chỉ là có 60 viên này, chúng tôi còn gửi tặng thêm cho quý vị là 12 viên nữa ở bên trong hai vỉ lớn quý vị và các bạn nha. Như vậy là tổng cộng chúng ta có 72 viên, rồi còn có thêm là 4 khăn tắm làm quà tặng rất là hấp dẫn. Quà tặng hấp dẫn mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công để VTV Hyundai Shopping có thể giao hàng tận nhà. Mình kiểm tra đầy đủ có ngay 60 viên trong sản phẩm chính, có 12 viên cùng loại trong sản phẩm quà tặng và có 4 khăn tắm hay không. Và sau đó mới thanh toán mức giá 598.000 đồng. Mức giá này đã giảm đi 150.000 đồng so với mức giá cũ quý vị và các bạn nha. Hãy nhanh chóng gọi vào số tổng đài ngay bây giờ đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Chúng tôi giao hàng tận nhà và miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh quý vị nha, hãy nhanh tay lựa chọn ngay cho gia đình của mình những viên làm sạch và khử trùng toilet Home Select. Và khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn rồi, mình sẽ thấy là công việc kỳ cọ làm vệ sinh toilet nhà mình trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian và công sức hơn rất là nhiều. Trước đây thay vì là chúng ta phải sử dụng là lực của mình nè, rồi kết hợp chung với lại những loại bàn chải cứng và chất tẩy rửa cực mạnh, thì giờ đây quý vị các bạn chúng ta sẽ chỉ cần đó là sử dụng những viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select thôi. Mình sẽ cho ngay vào ở bên trong hộc nước của toilet nhà mình. Mỗi lần giật nước là mỗi lần chúng ta làm vệ sinh. Chính những làn nước xanh đó sẽ mang lại cái cảm giác tươi mát ở trong toilet, đồng thời là ngăn những cái vết bẩn bám ngược trở lại nè và giữ cho toilet của chúng ta thật sạch sẽ. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay với mức đầu tư chỉ 598.000 đồng. Chúng tôi sẽ giao trọn bộ sản phẩm đến tận nhà miễn phí chi phí vận chuyển. Viên làm sạch và khử mùi toilet của thương hiệu Home Select, viên tẩy bao gồm có 30% chất tẩy rửa LAS và 35% natri sunfat.
ngăn các chất bẩn bám dính vào thành toilet, không cần dùng tay để cọ rửa. Giải pháp tối ưu giúp toilet luôn vệ sinh sạch sẽ và thoáng mát. Yên tâm sử dụng viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select. Đây là loại viên nén lâu tan có mùi hương dễ chịu. Quý vị chỉ cần là cho một viên vào ở bên trong hộp nước toilet nhà mình, và khi chúng ta sử dụng thấy nước không còn màu xanh nữa thì mình thay đổi thêm một viên khác vào, quý vị và các bạn nha. Tiết kiệm thời gian công sức khi làm việc nhà cùng với Home Select. Hãy lựa chọn ngay viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select, giá cũ 748.000 đồng, giảm ngay 150.000 đồng, giá mới chỉ còn 598.000 đồng. Chúng ta đã có ngay đến 10 vỉ sử dụng trong một thời gian dài, nhận thêm quà tặng hấp dẫn, 4 khăn và 12 viên cùng loại. Hãy nhanh tay sở hữu. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian mua sắm không còn nhiều, chúc cho quý vị và các bạn sẽ nắm được một cơ hội mua sắm hấp dẫn để giúp chúng ta không còn phải vất vả nữa trong việc làm vệ sinh bồn cầu và toilet gia đình của mình. Đến từ thương hiệu Home Select, chúng tôi mang lại cho quý vị và các bạn chọn một bộ sản phẩm bao gồm là 10 vỉ và tổng cộng là 60 viên nén dạng khô như thế này quý vị và các bạn nha. Làm sạch và khử mùi toilet với chất tẩy rửa LAS và natri sunfat, và mỗi lần một giật xả nước như thế này thì chúng ta sẽ tận dụng cái chất tẩy rửa bên trong làn nước màu xanh đó, đánh bay những cái vết bẩn bám dính bên trong bồn cầu gia đình của mình. Không cần sử dụng bàn chải và cũng như hạn chế việc làm trầy sức men quý vị nhé. Và khi mà quý vị và các bạn chúng ta làm vệ sinh toilet thì thay vì là chúng ta để cho những cái vết bẩn tích tụ đó, ngày mỗi ngày nó tích tụ dày lên khó vệ sinh chùi rửa, thì giờ đây cứ mỗi ngày chúng ta làm vệ sinh, thay vì là quý vị và các bạn chúng ta phải để khoảng 1 tuần 2 tuần thì chúng ta tổng dọn dẹp toilet, thì giờ đây là với viên tẩy rửa, viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select thì nó sẽ giúp mình làm vệ sinh từ mỗi một lần sử dụng luôn quý vị nha. Điều này là tạo cho người nội trợ cái cảm giác là thoải mái dễ chịu mỗi khi bước vào toilet và không còn tốn quá nhiều thời gian công sức để dọn dẹp nữa quý vị ạ. Và số lượng sản phẩm chúng tôi gửi đến là cực kỳ ưu đãi trong chương trình ngày hôm nay nhé. Rất là nhiều quý vị khách hàng đã mua sắm cùng với VTV Hyundai Home Shopping, và thay vì giá cũ là 748.000 đồng để chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này thì ngày hôm nay quý vị và các bạn chúng ta có một mức giá rất là hấp dẫn quý vị nha. Hãy mang về ngay cho gia đình của mình, tổng cộng lên đến là 60 viên quý vị ạ. Và hãy nhìn lại số lượng 60 viên mà chúng ta có ở đây quý vị nha. Đã từ 1 cho đến 60 chúng tôi đã đánh số như thế này, rất là nhiều viên làm sạch và khử mùi toilet cho gia đình của mình. Đồng thời là còn có thêm là 12 viên quà tặng nữa, là quý vị có thêm là 2 vỉ lớn là quà tặng nữa. Như vậy là số lượng vỉ chúng ta có được rất nhiều, thời gian sử dụng lâu dài luôn và cùng loại với nhau quý vị nha. Cả sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng, còn có thêm đó là 4 khăn tắm nữa chúng tôi cũng sẽ giao về tận nhà. Thời gian sử dụng lâu dài với những viên làm sạch và khử mùi toilet của thương hiệu Home Select, tổng cộng trong sản phẩm chính có 10 vỉ là 60 viên, tặng thêm 12 viên cùng loại, tặng thêm 4 khăn tắm với màu sắc sẽ được giao hàng ngẫu nhiên. Mức giá cũ là 748.000 đồng, đặt hàng trong những phút cuối cùng giảm ngay 150.000 đồng, chỉ còn 598.000 đồng được thanh toán ngay tại nhà quý vị và các bạn nha. Và khi chúng ta nhận hàng thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ phân bổ nó đều vào trong các toilet nhà mình, và chỉ cần một động tác duy nhất thôi, đó là bỏ ngay viên làm sạch và khử mùi toilet Home Select vào trong nước toilet nhà mình. Như vậy là xong rồi, chúng ta có thể là thoải mái đi làm những cái công việc khác quý vị nha. Và những cái lần sử dụng toilet tiếp theo, mỗi khi quý vị giật nước, mình sẽ thấy là làn nước xanh giúp chúng ta làm vệ sinh toilet như thế nào. Toilet sạch sẽ, mùi hương dễ chịu và cảm giác trong gia đình của chúng ta lúc nào cũng thoải mái quý vị nhé. Hãy nhấn mạnh lại một lần nữa, mức giá chỉ có 598.000 đồng và cơ hội chỉ có trong thời gian 30 giây còn lại của chương trình này mà thôi. Quý vị hãy thực hiện nhanh tay cuộc gọi đến với chúng tôi quý vị nha. Xin chúc gia đình của mình sẽ luôn có một không gian nhà cửa thật là sạch thoáng nè. Phụ Miến và Minh Trí cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại gia đình mình trong những chương trình lần sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.